nha, có tự động nha. Quá đã. RB10 ha. Không không uổng công mua các bạn. 6.250. Các bạn thấy nó ngọt không? Ngọt tết luôn. Và không ngờ là cái lưỡi cưa mua trên ấy Shopee các bạn. 250k. Cực ngon luôn, thép gió. Thép gió của Đức nha. Ok, quá đã ha. Nhất dụng cụ. Phải có dụng cụ mới làm được những việc khó các bạn.